Nga bất ngờ rút thêm 35 máy bay khỏi Syria. Theo Tân Hoa xã, Nga vừa thông báo đã rút tổng cộng 35 máy bay quân sự bao gồm cả máy bay chiến đấu và trực thăng khỏi chiến trường Syria. Nguồn tin này cho biết trong bản thông báo hôm 16 tháng 7, Bộ Quốc phòng Nga cho biết đến nay Nga đã rút thêm tổng cộng 35 máy bay chiến đấu và trực thăng quân sự khỏi Syria. Hai máy bay trực thăng Mi-8 MTSH đã trở lại căn cứ ở vùng Novosibirsk, Tây Nam Serbia. Trước đó, Nga cũng đã rút 33 máy bay quân sự khỏi Syria. Không quân Nga bắt đầu rút lực lượng khỏi Syria từ tháng 12 năm 2017 theo chỉ thị của Tổng thống Vladimir Putin nhân chuyến thăm không báo trước tới căn cứ không quân Hamemim. Hồi tháng 6 năm 2017, Tổng thống Putin cũng đã tuyên bố Nga đã rút hơn 1.000 binh sĩ khỏi Syria. Ông Sergei Surovikin, tư lệnh lực lượng Nga ở Syria cho biết, trong đợt đầu tiên, Nga dự định rút 23 máy bay chiến đấu, hai trực thăng K-52 và một phần lực lượng đặc nhiệm, binh sĩ bệnh viện giã chiến và các nhóm giả phá mìn. Mặc dù giảm bớt vũ khí và phương tiện tại Syria, nhưng Nga vẫn tiếp tục duy trì hai căn cứ quân sự chính ở Syria, bao gồm căn cứ không quân Hamemim và căn cứ hải quân Tartus, theo thỏa thuận với chính phủ Syria. Đặc biệt, cường độ các cuộc không kích của Nga nhằm vào phiến quân không hề giảm. Theo al Masda News, không quân Nga vừa dội loạt các cuộc không kích vào mục tiêu của phiến quân ở vùng biên giới Israel trên cao nguyên Golan. Các máy bay chiến đấu Nga đánh phá dữ dội các thị trấn Nabesaker và Qasibat, yểm trợ cho quân đội Syria tiến hành chiến dịch tấn công giải phóng Dara. Các đơn vị vũ trang quân đội Syria chuẩn bị tấn công giải phóng thị trấn Nabesaker trong 72 giờ tới sau khi lực lượng không quân Nga dọn dẹp hành lang, đánh phá chiến tuyến phòng ngự của các tay súng khủng bố Hayat Tari Azam. Hai thị trấn Nabe và Qasibat đều nằm gần thị trấn Masarat mới giải phóng và trên vùng danh giới với tỉnh Daraa. Giải phóng được hai thị trấn Masarat và Tan Aharat, các đơn vị quân đội Syria chuẩn bị tung ra những đợt tấn công tiếp theo vào thị trấn al -Quenichar. Nguồn tin này cho biết chiến đấu cơ Nga đã thực hiện hơn 20 cuộc không kích. Những địa điểm dính đòn không kích của Nga hiện nằm trong khu vực giao tranh giữa phiến quân với lực lượng quân đội Ả Rập Syria, SAA và lực lượng quốc phòng NDF.